Trong không khí hân hoan náo nức của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng nay 5 tháng 9, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2023-2024. Và đến dự có ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Năm học này, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm có tổng số 1.628 học sinh, trong đó lớp 10 534 học sinh. Năm học vừa qua, trường có số học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%, tỷ lệ đậu đại học đạt 99,82%. Tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã đọc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.